về đây mọi người, đây là quận tư. Chiều nay bây giờ là 6 gần 7 giờ tối. Và mình xe cộ rất là đông. Do là cái mắt kính nó bị hơi dơ. Do là nhìn nó hơi bị ảo gì. Nó hơi bị ảo. Đây là đường đến bên bờ. Ở quận tư thì đường tới bên bờ có thể không ra nhiều loại đường khác nhau. À, có một cái chuyện đã chỉ là chuyện khác. Không gặp vào đau khi mà thấy mấy người đã thả người lập tư thường ra. Lúc trước thì mình cũng có thể gây rất gặp đa phần luôn á. Còn là gặp khách tâm minh không ạ. Mình chở nó, mình lấy tiền mà dẹ, mà giống như là mình đi ăn xin nó vậy á. Nói chung là nhiều đứa nó thái độ kỳ cục lắm. Người Việt Nam mình á, có một cái tật là như thế này. Giả dụ như đi khá một chút xíu là lên mặt liền. Cái kiểu như vậy á. Chợ hẳn thôi vào buổi tối thì mình sẽ chạy vào trong lòng chợ xem có gì ở phía bên trong. Tối trong đây thì không có bán cái gì đó. Do là người ta dọn dẹp hết rồi. Cái chung cư cũ hôm nào thì mình sẽ lên trên đây, mình sẽ đi bộ lên trên đây để mình quay một cái clip về cái chung cư này. Khoảng chừng vài năm nữa thôi thì cái chung cư này cũng dẹp luôn rồi, không người ta sẽ không có ở trên cái chung cư này nữa. Bởi vì sao đúng không? Bởi vì cái chung cư nó quá cũ rồi, cơ sở hạ tầng này kia nó cũng xuống cấp. Bây giờ chạy lòng vòng. Chạy lòng vòng thật ra thì giờ cũng không biết ăn cái gì. Chỉ là chạy lòng vòng chơi thôi. Đường phố rất là đông. Giờ này là cũng thưa đi ra phần xe. Cứ nghĩ đi, nếu mà cấm xe máy không phải là cấm được. Bởi vì mỗi người có một cái đích đến, một cái điểm đến khác nhau. Đó là nếu như mà cấm xe máy đi, và người này muốn đi chỗ này và người kia muốn đi chỗ kia, không lẽ nắm tay nhau đi bộ hết hả? À? Đường phố thì lại quá chật nữa. Đó là quần nó xử lý. Trực trận đô thị thì đi bắt những cái đường bán giống như là bán hàng lớn xuống lòng đầu đường, bán hàng sẽ bị tịch thu đem về cái nơi mà người ta tập kết á. Rồi sau đó thì nếu mà đóng tiền phạt á thì người ta sẽ thả ra, ta sẽ trả những cái vật dụng đó. Lúc nãy thì thấy bắt mấy cái xe chở hàng đó, các bạn đang quen ở đây, nhưng mà ngày hôm nay đã không có lấy nên là cũng không biết ăn cái gì. Ăn mấy cái món khác á thì giá rất là cao. Nếu mà ăn cơm á thì mua hộp cơm 45.000, với lại cơm thơm nữa thì đủ hai người ăn, rồi coi như là mỗi người ăn có 25.000 thôi. Đây là đường Vĩnh Khánh. Đường Vĩnh Khánh được mệnh danh là khu ẩm thực. Bữa thì mình thấy nó có bài hát ở trên mạng á,